Cái này nó tác dụng gì? Muối á, muối Epson. Làm sạch đó hả? Muối Epson nó đẩy cái đường ruột mình tốt. Xong mình đem uống vào. Và bỏ nước quýt hay nước mình uống. Uống này xong rồi uống vào. Dạ. Còn cái dĩa quýt nó là sao? Ăn tự nhiên nhưng mà nhả. Uống vào xong mình ăn cái đó rồi mình nhả cái vỏ. Tại vì đường ruột mình đâu có gì đâu. Đây, chút nữa bưng về khách sạn nha. Uống từ từ đừng làm ực cái uổng lắm á, ngon lắm. Mẹ uống 150 hay 200 vậy? Ngon hả? Con nào Vi? Còn cái này cái gì?
Me. Trời có me nữa mẹ. Mẹ dễ uống không? Ngon. Được. Ăn ăn nhả hộp. Nghe đúng bài. Cái này ăn có giới hạn không ta? Để chị. Uống ngon. Để chị. Uống ngon. Nó là dầu đồ ăn. Mà chưa chưa. Dễ uống hả mẹ? Mà làm một hơi luôn á. Mẹ dỗ lưng chưa? Mẹ nhờ cô kia dỗ lưng. Không dỗ lưng để cho nó vô mấy cái chỗ. Đợi lát con dỗ cho mẹ. Không, mấy người này dỗ chứ con. Dỗ người ta có kiểu người ta chứ. Cái chị kia kìa. Chị Hà kêu ai dỗ lưng cho mẹ. Quýt nhả bả không? Ăn quýt nhả bả. Thank you.
Nè. Anh vậy mới xứng đáng hơn. Nó đã thèm. Rồi. Con đợi cá thêm muối nha con. Ủa bên đó đường khác nữa hả?